bà con ha. Cảm ơn chị và tất cả các nhóm đã có cái tấm lòng biết yêu thương và chia sẻ đến những người cũng có hoàn cảnh khó khăn. Biết cơm từ thiện Tâm Bồ Đề, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, phường Phú Cường. Cái bếp đặt tại số nhà 481A, tổ 33, khu 5, đường Cách Mạng 8, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đã hoạt động từ năm 2000 tới nay rồi, nhưng mà trong sự đóng góp của tự nguyện. Công an thì hai tuyến đường Bình Dương này tổ chức là nhiều nhóm thiện nguyện họ làm việc phát sữa, phát bánh mì các bạn. Ở đây là cũng là nhóm của Tâm Bồ Đề đang phát bánh mì miễn phí cho tất cả các bà con. Mình phát mấy ngày chị, mình phát hôm nay hay là một ngày hả? Dạ, một ngày chị. Đúng rồi con, tới đây con. Để cho ổn định nè. Bữa nay mình phát bao nhiêu ổ rồi chị? Còn 1000 ổ. 1000 ổ là phát tại địa điểm này không hả chị? Đây đây, trời từ thiện xong em mới cho hết. Trúng ổ hả chị? Trúng ổ. Ở xe mở tới đây ba người ba ổ. Mình phát là cái này là mình ngày như là mỗi năm là ngày rằm của lễ hội là mình đi phát. Mình thấy có chú chắc là đến lấy. Chơi bánh mì. Cô ở đâu vậy cô? Gần đây hả? Dạ. Cô thấy cái nhóm của thiện nguyện ở đây phát bánh mì, cô thấy việc làm này có tốt không cô? Không, cái việc làm cô ở đây cô thấy cô có cái suy nghĩ gì không? Có cái ý kiến gì không? Không có ý kiến gì. Nói chung là họ làm như vậy là tốt quá hả cô ha? Dạ dạ, cảm ơn cô. Bình Dương cũng có rất là nhiều nhóm thiện nguyện các bạn, họ sẵn sàng chung tay nhau góp sức, mỗi người bỏ công bỏ sức, mỗi người bỏ vật chất, tấm lòng để mà muốn chia sẻ đến tất cả các bà con, các cô chú chẳng hạn như đi bán vé số hoặc là chạy xe. Để đây sữa bánh mì sữa rồi nè. Bình Dương, phải nói có nhiều nhóm người như vậy được lan tỏa ra thì Có nha, sẽ Phương Mỹ sẽ nhiều nơi thấy hình ảnh đẹp được bắt trước theo không ạ? Bạn tập về, tập hồ đề vô đi rồi mình phát. Đấy, khẩu trang hết rồi, em hết rồi. Rồi đem nước đá qua bên đây cho để cho làm nước đá cho ta uống ta làm theo. Đủ yếu sầu riêng á, tiền sầu riêng thôi. Vô đầy nửa tiếng là đã hết 1.200 ổ rồi. Lấy cho quậy quậy lên. Nè con đứng. Cho ổ. Còn em ở đâu đây mà em quay vậy? Chút. Hả? Hả? Em làm đưa lên cho mọi người xem thôi. Vậy là em là tư nhân hả? Dạ. Em làm quay đơn như mà em ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Ở bên Củ Chi hả? Dạ. Em ra trước này em quay trước. Có cái các bạn à. Tại vì bên bếp của chị là bếp cơm phát cho bệnh viện. Phát cho ba cái bệnh viện của nhà nước của bên đây là chị phát trong 3 ngày. Thứ ba, thứ tư, thứ bảy là 3 ngày chị phát cơm cho bệnh viện. Hàng tuần. Của Bình Dương thì một tuần là 3 ngày. Yeah. Và ngày hôm nay là chị phát là cho người ta đi chùa, đi lễ hội chùa Ba là ngày 14. Ngày mai thứ bảy là ngày 15 nên là chị nó phát cơm bệnh viện. Đó. Video đến đây xin hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại. Cái chuyện hình, dạ, chị nói thật, một dạ, Tâm dạ. Thầm thì làm thôi. Dạ, dạ, đúng là làm về Tâm.